Hỗn chiến ở Hóc Môn khiến một người chết, một người bị thương. Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên ngã gục trên đường này là một trong những người đã tham gia vụ hỗn chiến trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh lúc rạng sáng ngày 18 tháng 3 năm 2022. Người dân sống trên đường Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn cho biết họ thấy có nhóm khoảng 10 người cầm hung khí rượt đuổi nhau trên đường. Khi đến trước một tiệm tạp hóa trên đường Trần Văn Mười gần giao lộ Xuân Thới Thượng 9 thì một người ngã gục. Sau đó người này được nhóm bạn đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo nguồn tin của báo Thanh Niên, vụ hỗn chiến đã làm một người chết, một người bị thương. Nạn nhân tử vong ban đầu là một nam thanh niên 24 tuổi ở huyện Hóc Môn. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội. Đến gần 6 giờ sáng cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường mới hoàn tất. Công an đã thu giữ một số hung khí, tang vật và lấy lời khai một số người liên quan để làm rõ vụ hỗn chiến này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.